tránh xa những cái nơi ồn ào, mình đến những cái nơi thanh vắng, đấy là thân viễn ni. Rồi cái bước thứ hai nữa là tâm viễn ni, là mình phải để cho tâm của mình nó xa lìa, nó không tưởng nhớ đến những cái được mất hơn thua khen chê yêu ghét nữa. Mình phải buông xả được nó đi. Khi mà đã ví dụ như mình đến mình tham dự một cái khóa thiền ở thiền viện như thế này rồi, nhưng mà tâm của mình toàn nghĩ về chuyện công việc, toàn nghĩ về chuyện nhà cửa, toàn nghĩ về chuyện làm ăn, đấy là thân mình đã viễn ni nhưng tâm chưa viễn ni. Nó giống như là một cái thanh gỗ đã vớt lên khỏi nước rồi, lên chỗ khô ráo rồi, nhưng trong nó vẫn còn ngấm nước. Bây giờ cần phải vắt hết cái nước đấy ra, làm cho nó khô kiệt hết thì châm lửa nó mới cháy. Cũng như vậy, nếu mà cái tâm của mình nó phải xa lìa được những cái hỗn loạn ở thế gian, đó là những cái được mất khen chê hơn thua yêu ghét, thì nó mới tịch tĩnh, nó mới lặng lẽ, thì nó mới chú được vào cái pháp thiền.